chúng ta đến với trận đấu thứ hai giữa Mafia và Sen, trận đấu ở trên map Ohana. Lần này thì Mafia sử dụng red màu xanh, còn Sen là màu đỏ. Vâng, đây là map hai player, cho nên là sẽ hai cả hai bên đã, đều đã biết bay của nhau. Mafia đánh 10 pool. Vâng, đã có spawning pool và hai nhà ga. Trong khi Sen vẫn là Sen vẫn là 13. Vâng. Thì anh ta đã phát hiện ra điều gì đó. Vâng, 14 pool rồi. Không, có vẻ như là Mafia chỉ là dùng trích hai nhà ga thôi. Vâng, lên là 12 pool. Vâng, spawning pool của Mafia đã xong. Một chú drone của Sen đã bắt đầu xây hack thứ hai. Vâng, có thể thấy là Sen đã đánh build giống hệt như build ở game 1. Lúc này thì Mafia đã có 6 Zergling đang chạy sang nhà của Sen. Vâng, liên tục Zergling được đẻ ra. Tuy nhiên là Mafia Sen đã có nhà spawning pool. Vâng, anh và có 6 Zergling. 8 thôi. Đang quáng được tạo ra. Lúc này thì có vẻ như là Mafia chỉ cố gắng harass bằng một nhúng Zergling thôi. Vâng, đã cố gắng tiêu diệt hack thứ hai. Lúc này thì Sen phải mang thêm cả 3 drone ra để chống lại 8 Zergling của Mafia. Thêm một Queen với cộng với 2 Zergling đã bắt đầu chạy ra. Hack thứ hai của Sen đã xong. Sen chỉ Zergling của Mafia chỉ lờm bên ngoài mà không gây được bất kỳ một thiệt hại gì. Và sau khi harass không được thì Mafia đã cho rút Zergling của mình lại. Và mỏ 2 thì anh ta cũng cần đặt xong rồi. Bắt đầu ăn nhà ga. Nhưng bên kia thì Sen vẫn chưa có nhà ga cho mình. Và vẫn tiếp tục lên drone và thêm một Queen nữa. Một Queen của Mafia, của Sen đã... Tôi không hiểu anh ta mang ra ngoài làm gì. À, cố gắng tiêu diệt chú Overlord xấu số của Mafia. Vâng, đã bị tiêu diệt. Như vậy là bây giờ farm của Sen đã... của Mafia đã bị đỏ. Một nhúm Zergling của hai bên đang cố gắng cắn xé lẫn nhau ở giữa bản đồ. Tuy nhiên là Zergling của Sen đông hơn. Sen đã có thêm một nhà Spycaller ở mỏ 2 để phòng thủ Zergling ở bên kia. Vâng, bên này thì Mafia cũng đã có rồi. Nhà ga thứ hai cho Sen. Spitling đã được nâng cấp cho Mafia. Và bây giờ là Bannerling Nest cho Mafia. Trong khi đó thì Sen đã áp thẳng lên le. Anh đã quyết định sẽ đánh unit đời cao sớm đây. Vâng, đã có thêm Bannerling Nest. Ở đâu đây? Đây rồi, Bannerling nữa. Xem qua một chút về income thì hai bên đang khá là cân bằng nhau. Tuy nhiên là Sen đã có hơn về số lượng ca.
ta xem qua một chút về APM của hai bên. Nó cũng không nói gì nhiều nhưng mà có thể xem cho vui. Vâng, Mafia có APM khoảng 220 trong khi của Sen là 185. Không biết có thể nói về này như thế nào, nhưng tôi thấy tay của hai người là khá là nhanh. Sen đã bầu lên nhà Spy, anh ta lại tiếp tục đánh Muta như ở game thứ nhất. Trong khi đó Mafia lại có nhà Evolution Chamber để nâng cấp cho Zeklin. Mỏ thứ ba đã được Sen đặt xuống. Vậy Mafia vẫn chưa lên nhà Spy. Trận này thì Mafia đã đánh lên Infested. Vâng, Infestation là Pit. Bây giờ thì Mafia cũng đã đặt hack thứ 3 cho mình và nâng cấp Dam cộng 1 cho Zeklin. Một Dam Zeklin của Sen đã bắt đầu chạy sang mỏ thứ 3. Rồi hai bên đã bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Không biết có kịp không vì bây giờ Mafia bao có thêm 4 Banderling để phòng thủ cho mình. Một số lượng Zeklin như này có thể mỏ 3 sẽ tiêu diệt khá là nhanh. Mafia đã phải cancel hack thứ 3. Cắn xé nhau rất là ác liệt. Toàn bộ số lượng Zeklin của Sen đã bị tiêu diệt. Lúc này thì mỏ thứ 3 cho Sen đã xong và đã có một Spy Caller để phòng thủ Zeklin. Vâng, có một cái gì đó boom. Vâng, Zeklin của Mafia đã bị 3 con Banderling nổ tan xác. Lúc này là Mutant của Sen quáng tiêu diệt Banderling. Rất là phí, 4 chú Banderling này đã tốn khá là nhiều ga. Lúc này 5 Infestor đã bắt đầu được mốt ra. Tuy nhiên là mở 3 lại có thể một lần nữa sẽ bị deny. Vâng, nó bị deny rồi. Ai chà, một chú Overseer của Sen đã bị hai chú Queen này là của Mafia làm thịt. Nhưng mà này Sen lại có thêm một Overseer nữa. Bây giờ thì Mafia đã có Infected cho mình và sẽ khá là nguy hiểm cho đàn Mutant của Sen. Lúc này thì Sen đã nâng cấp cộng 1 giáp và cộng 1 đam cho Zeklin. Mỏ 3 cũng đã bắt đầu hoạt động rồi. Trong khi đó thì là nâng cấp cộng 2 attack cho Mafia. Có thể thấy là kinh tế của Sen đã có phần nhỉnh hơn khi mà có đến 3 mỏ đang hoạt động. Đã có nhà Rat cho Sen. Sen quyết định chuyển sang đánh Rat, 15 chữ Rat, 16 bắt đầu mốt ra. Vâng, bên kia thì Mafia cũng có Rat cho mình. Mỏ 3 đã bắt đầu được Mafia đặt xuống. Mất 2 lần deny. Bây giờ mỏ 3 của Mafia mới bắt đầu. Bây giờ sẽ là một đợt push với combo là Rush, Infested và Queen. Tuy nhiên ở mỏ 3 thì của Mafia đã có 10 Mutant và tuy nhiên là bây giờ thì bắt đầu có Big Fight giữa đàn Rush của hai bên. Tuy nhiên là thấy là rat của Sen đông hơn hẳn và Infestor hoạt động khá là hiệu quả. Tuy nhiên là vì rat quá đông cho nên là toàn bộ Mafia đã có GG.